sẽ là bây giờ hướng dẫn các bạn làm ảnh chạy ngay đi, giống như quả xoay cầu. Đây, đầu tiên chúng ta sẽ có một cái ảnh, sau đó đây cắt bỏ, sẽ có vẽ xung quanh nhân vật. Chúng ta sẽ tẩy bớt những cái nó thừa. Đây, chúng ta sẽ được một hình như thế này. Vào hiệu ứng, màu sắc, sắc độ, chỉ màu sắc, cho thành màu đỏ, là đốt cháy màu. Lưu đây, sau khi chúng ta sẽ vào photo lấy một cái ảnh trắng, kích thước là 1500 x 1500. Hiệu ứng mưa, cái hình ảnh anh trong khung cho không màu đỏ này. Sau đó ra cái phim ảnh thư viện, đây chọn ảnh này, nó sẽ cắt ra khóa tỷ lệ. Chuyển cho nó khớp. Rồi, chế độ pha trộn này. Cái này nó không giống lắm. Đây, tôi cho phổ đi. Mình sẽ thêm một cái khung màu đen.
thương bên bạn. Cho màu sắc nha. Hả, tỉ lạ. Vâng. Thêm một cái hiệu ứng thì lửa lửa này cho nó giống. Ngọc không giống mấy nhỉ, sao bình thường. Sẽ lại như thế nào? Như vậy là xong, chúng ta đã có một ảnh khá là giống và cần ảnh vào đây để lưu. Sau đó đưa vào đây thư viện ảnh. Như vậy là xong.